Hãy đăng ký kênh Thay đổi để thành công để cập nhật các tin tức mới nhất từ dự án P-Network. P-Network là một dự án tiền điện tử cung cấp các giải pháp sáng tạo cho các vấn đề lớn trong thế giới tiền điện tử. Cụ thể là khả năng mở rộng và khả năng truy cập. Với hơn 45 triệu người tiên phong trên toàn thế giới, dự án này là một trong những dự án tiền điện tử di động lớn nhất hiện nay. Tuy nhiên, có rất nhiều câu hỏi được đặt ra bởi những người tiên phong về P-Coin một trong số đó là về thỏa thuận hợp tác giữa mạng pi và các sàn giao dịch tiền điện tử hàng đầu một số sàn giao dịch đã tuyên bố rằng họ đã được mạng pi cho phép niêm yết đồng pi hoặc hợp tác với nó tuy nhiên liệu đây có phải là sự thật hay chỉ là tin đồn để trả lời câu hỏi này chúng ta cần xem xét kỹ hơn liệu mạng pi và các sàn giao dịch tiền điện tử có thực sự ký thỏa thuận hợp tác hay không trong những tháng gần đây nhiều sàn giao dịch tiền điện tử lớn đã thể hiện sự quan tâm đến Bitcoin, bao gồm Binance, Oket và Hubi. Tuy nhiên, cho đến nay, không có thỏa thuận chính thức nào được công bố giữa mạng Pi và các sàn giao dịch. Mặc dù vậy, một số sàn giao dịch tiền điện tử như Hitbank tổ chức và Bitmart đã bắt đầu quá trình niêm yết Bitcoin trên các sàn giao dịch của họ, cho thấy mong muốn tích hợp Bitcoin vào nền tảng của họ. Tuy nhiên, điều quan trọng cần nhớ là quy trình niêm yết mã thông báo pi trên các sàn giao dịch tiền điện tử không phải lúc nào cũng giống như đối với các thỏa thuận hợp tác được công bố chính thức cũng nên nhớ rằng các mạng pi có các yêu cầu nghiêm ngặt khi hợp tác với các sàn giao dịch tiền điện tử để đảm bảo rằng các đồng pi vẫn được bảo vệ khỏi việc sử dụng trái phép do đó không phải tất cả các sàn giao dịch tiền điện tử tuyên bố có quyền từ mạng pi để niêm yết tiền pi đều có thể tin cậy được tương tự như vậy co tim Pi trước đây cũng đã tuyên bố rằng Pi coi chưa được liệt kê trên bất kỳ sàn giao dịch nào. Vì vậy nếu có một Pi coi trên sàn giao dịch tiền điện tử thì đó không phải là Pi coi chính thức. Tuy nhiên, mong muốn của các sàn giao dịch tiền điện tử hợp tác với mạng Pi cho thấy rõ ràng rằng Pi coi có tiềm năng lớn để trở thành một trong những loại tiền điện tử hàng đầu trong tương lai. Trong khi đó, mạng Pi tiếp tục cập nhật cho cộng đồng về tiến độ dự án của họ, bao gồm thông tin mới nhất về việc ra mắt mạng chính dự kiến diễn ra vào quý 4 năm nay. Việc hợp tác với các sàn giao dịch tiền điện tử hàng đầu có thể giúp tăng tính khả dụng và khả năng tiếp cận của Picoin. Từ đó cho phép nhiều người giao dịch hơn. Thứ hai, các thỏa thuận hợp tác với các sàn giao dịch tiền điện tử có thể giúp ổn định giá trị của Pi. Cũng như các loại tiền điện tử khác, giá trị của Pi có thể dao động đáng kể do các yếu tố thị trường và tâm lý nhà đầu tư. Ngoài ra, với việc tích hợp picoy vào các sàn giao dịch tiền điện tử người dùng có thể dễ dàng truy cập và giao dịch picoy hơn điều này có thể giúp tăng cường chấp nhận và sử dụng p làm phương tiện thanh toán và đầu tư với khả năng truy cập dễ dàng này tiềm năng sử dụng picoy làm phương tiện thanh toán trong các lĩnh vực kinh tế khác nhau chẳng hạn như thương mại điện tử và giao dịch vi mô cũng có thể được tăng lên tuy nhiên Hãy nhớ rằng các thỏa thuận hợp tác với các sàn giao dịch tiền điện tử không phải là yếu tố duy nhất quyết định thành công trong tương lai của Pi. Có nhiều yếu tố khác cũng cần được xem xét, chẳng hạn như sự chấp nhận của người dùng, an ninh mạng và đổi mới sản phẩm. Điều quan trọng nữa là đảm bảo rằng các thỏa thuận hợp tác với các sàn giao dịch tiền điện tử được thực hiện đúng cách và tuân thủ các quy định hiện hành. Vào năm 2020, Ủy ban Chứng khoán và Giao dịch Hoa Kỳ, SEC đã xác nhận rằng PiCoin và các loại tiền điện tử khác phải tuân thủ các quy định chứng khoán hiện hành. Do đó, các mạng Pi phải đảm bảo rằng các thỏa thuận hợp tác được ký kết với các sàn giao dịch tiền điện tử tuân thủ tất cả các quy định hiện hành. Ngoài ra, việc có các thỏa thuận hợp tác với các sàn giao dịch tiền điện tử cũng có thể giúp tăng niềm tin của người dùng vào PiCoin như một tài sản kỹ thuật số hợp pháp và có giá trị. Điều này có thể giúp tăng tính thanh khoản và giá trị của PiCoin trên thị trường khiến nó trở thành một lựa chọn đầu tư hấp dẫn cho các nhà đầu tư. Tuy nhiên, hãy nhớ rằng các thỏa thuận hợp tác với các sàn giao dịch tiền điện tử không phải lúc nào cũng suôn sẻ. Có một số yếu tố có thể ảnh hưởng đến sự thành công của sự hợp tác, chẳng hạn như sự khác biệt trong quản trị và chiến lược kinh doanh giữa mạng Pi và trao đổi tiền điện tử. Sự khác biệt trong hiểu biết về các quy định và thậm chí cả các vấn đề kỹ thuật. Đảm bảo rằng họ chọn các sàn giao dịch có uy tín có quản trị tốt. Do đó, trước khi ký kết thỏa thuận hợp tác với các sàn giao dịch tiền điện tử, các mạng Pi cần tuân thủ và tuân thủ tất cả các quy định hiện hành. Ngoài ra, các mạng Pi cũng phải đảm bảo rằng họ có một đội ngũ lành nghề và được đào tạo để thực hiện đúng quy trình tích hợp với sàn giao dịch tiền điện tử. Nhìn chung, tiềm năng cho các thỏa thuận hợp tác giữa mạng Pi và trao đổi tiền điện tử cho thấy tiềm năng lớn cho tương lai của Pi coi như một tài sản kỹ thuật số hợp pháp có giá trị. Tuy nhiên, mạng ti phải đảm bảo rằng họ tham gia giao dịch đúng cách và tuân thủ tất cả các quy định hiện hành, cũng như chọn các sàn giao dịch có danh tiếng và quản trị tốt. Để sự hợp tác có thể diễn ra thành công và mang lại lợi ích cho hệ sinh thái mạng Pi như toàn bộ. Hiện tại Pi vẫn chưa lên sàn giao dịch nên mọi người khai thác bằng cách kích tia xét mỗi ngày. Hạn chế mua bán Pi ở các sàn giao dịch chợ đen tránh mất tiền oan. Chúc mọi người nhiều niềm vui trong cuộc sống chúc cộng đồng p network ngày càng phát triển và thành công